Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày đầu tuần nhiều khu vực trên cả nước được cảnh báo có nắng nóng, trong đó nơi nóng nhất vẫn là khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này đỉnh điểm lên tới 37 độ và có nơi cao hơn, đặc biệt trong khung giờ từ 12 cho đến 15 giờ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, bởi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, vì vậy mà quý vị cần hết sức lưu ý. Khu vực Tây Nguyên cũng có nhiều điểm nắng nóng cục bộ với nền nhiệt phổ biến từ 32 cho đến 35 độ và có nơi sẽ trên 35 độ. Đối với khu vực miền Trung, tình trạng mưa rào vẫn còn xảy ra về chiều tối và đêm, còn trong ngày toàn miền chủ đạo vẫn là nắng với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 28 cho đến 35 độ. Riêng một số nơi ở phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ được cảnh báo nền nhiệt cao hơn 35 độ. Chuyển lên thời tiết phía Bắc, nơi xuất hiện nắng từ sáng sớm với mức nhiệt trên 35 độ là khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, còn các tỉnh còn lại của Bắc Bộ trời nhiều mây, có nắng đan xen, một số nơi còn có mưa nhỏ về đêm và sáng sớm với mức nhiệt từ 28 cho đến 34 độ. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ 23 đến 32 độ, độ ẩm 75 đến 85%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 35 độ, có nơi cao hơn 36 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực thành phố Vinh không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 32 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 23 đến 30 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH True Milk, Bắc Á Banh và nước uống thiên nhiên Imizu đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.